Khi mở quán cà phê ra thì bạn đã chuẩn bị nhân sự cho tới menu đều ổn. Thì việc tiếp theo bạn cần làm đó chính là quảng bá cái quán. Khách hàng sẽ hay tìm là quán cà phê gần đây, quán cà phê ở Ninh Thuận, quán cà phê ngon ở Bình Dương. Việc này rất là quan trọng nhưng mà khá nhiều chủ quán bỏ quên, đó là khai báo địa điểm Google Maps ngay và luôn. Đây sẽ là những lưu ý để tạo ra Google Maps mà chủ quán cần lưu ý nha. Cái mục đặt tên cho quán thì bạn làm hai cách sau. Một quán thì bạn đưa cái đặc điểm ra đầu tiên rồi mới đến tên của quán, ví dụ như là cà phê container, coffee tree. Còn nếu mà chuỗi quán hoặc là hai quán trở lên thì bạn đặt là cái tên quán xong đến cái tên đường, ví dụ như là coffee tree Mai Chí Thọ hay là coffee tree Nguyễn Hồ. Lưu ý thứ hai đó là tất cả các bình luận hay là review của khách hàng nên trả lời để Google cảm nhận thấy là quán này năng động và tương tác nhiều hơn thì sẽ dễ đề xuất tìm kiếm hơn. Lưu ý giùm tôi hai mục quan trọng này nha. Bạn sẽ có nhiều sự uy tín và tin tưởng hơn khi có Google Maps chất lượng. Và nếu các chủ quán và các bạn thích series marketing cho quán cà phê này á, thì mình sẽ làm thêm nhiều video với chủ đề này nha. Mình muốn tìm hiểu cà phê nguyên chất, nhớ follow Tuấn Đen Cà Phê.